Bình Dương như cô chú anh chị. Cây này cái quay cái dáng nó đẹp quá của chúng mình ha. Rồi, hoành thân là được 20. Nguyên một cái bệ đế sởm là được 92. Quá trời cái bể của chúng mình ha. Chiều cao là được 90. Dạ, em chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em ha. Ngày hôm nay thì em tiếp tục ghé bên vườn mai vàng Hoàng Nam nha cô chú anh chị. Dạ, hôm nay Nam có lên một số cái mã số để giao lưu với cả nhà mình nha. Dạ, em mong là cô chú mình xem clip và ủng hộ cho Nam á. Rồi, chị chào Nam nha. Rồi em chào chị ha, em chào cô chú anh chị gần xa các bạn trên cả nước ha. Hôm nay tiếp tục đến với kênh thì cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai siêu bông lợi siêu bông Sài Gòn về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình nuôi làm chơi tết ha. Rồi. Rồi giờ cái đầu clip về mã số 1T nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 1T cả nhà. Rồi 1T là một cây siêu bông mình lợi. Dáng trực hả cô chú mình? Rồi hoành thân của cây là được 19 nha. Chiều cao là 77. Tán ngang là 72. Rồi, cây siêu bông bình lợi mã số 1T nên cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 650 thôi. 650 bao ship cho mã này cô chú, cây khá to luôn nha cô chú mình ơi. Cái này mình lên lấy bo nhiều hả Nam ha. Dạ đúng rồi. Đó, quá trời bo cô chú mình. Bo già luôn cô chú anh chị. Ừ. Cô chú anh chị Rồi, cũng hạng là một tệ. cây siêu bông bình lợi luôn nha. Rồi, hoành thân là được 18, có củ đế dưới ha, được 24. Chiều cao là được 72. Tán ngang là 55. Cái sâm mình lại giao lưu cô chú anh chị giá 550 ha. Cái lô này là cây nó gọn gọn dễ thương nha cô chú anh chị Rồi, mình. mã số 2T cô chú anh chị. Dạ, em luôn. Mã số 3T cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn cô chú anh chị. Dạ. Rồi, Cây này em vô dây chỉnh sửa hết cho cô chú anh chị mình ha. Mình thân là được 18. Củ đế là được 24 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 72. Tán ngang là được 70. Rồi cái xe bông mình lại giao lưu của chú chị mình giá là 700 nha. rồi 700.000 cô chú ơi, cây mùi trẻ luôn, 700.000 cả nhà ơi, Tết chơi Tết là bao đẹp ha. Tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là mã số 4T. 4T cũng là một cây xe bông mình lại luôn của chú chị. Cây này khá cao cô chú ha, toàn đều. Dạ, Quỳnh Hân là được 18. Củ đế là được 31. Chiều cao là được 82. Tán ngang là được 65. Rồi cái xe bình lợi em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 650 nha. Rồi, Em bao phí ship luôn. 650 cho mã này của chú ơi, cây đẹp nha. Rồi, tiếp theo luôn ha. Mã số 5T Lô này cũng dáng là trực một cây luôn cô siêu chú. bông mình lợi luôn. Lô này củ đế đẹp nè. Nở ha, cho cô chú anh chị thích dáng trực của nở. Rồi Quỳnh Hân 19. Củ đế là được 28. Chiều cao 70. Tất nhiên là được 49. Cái em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 650 luôn nha. Rồi, 650 cho mã này luôn cô chú. Tiếp theo nè. Mã số 6T Đó, đây. cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn. Cái này đẹp hết chứ. Có duyên lắm rồi cả nhà. Quỳnh Hân là được 19. Củ là được 29. Chiều cao 80. Tất nhiên là được 69. Rồi, cái siêu bông lại mã số 6T, giao lưu của chú anh chị mình giá là 700 nha. Dạ, 700.000 cho mã này cả nhà mình. Tiếp theo luôn ạ. Rồi, tiếp theo là mã số 7T, cũng là một cây siêu bông lại luôn. Tài đẹp chứ. Hoành thân là được 19. Củ đế là được 29. Chiều cao là 75. Tán ngang là được 66. Cây này giao lưu của chú anh chị mình giá cũng là 650 luôn nha. Rồi, 650 luôn cả nhà. Rồi. Số tiếp theo ha. Rồi, mã số 8T cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn. Cái này lùng lùng mà tàn đẹp quá cô chú. Hoành thân là được 18. Chiều cao 68. Tán ngang 74. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 600 nha. Rồi, 600.000 Mã cho mã số này luôn. 8T. 8T ạ. Mã số tiếp theo luôn cả nhà mình ha. Mã số 9T cũng là một cây siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Này thân nó lắc lắc đổ đổ đẹp quá cô chú ha. Thân lắc ha, chỉnh sửa hết trơn rồi cô chú anh chị. Đây, cũng khá nhiều bo luôn ạ. Bình thân là 14. Chiều cao 69. Chiều bay là 72.
Rồi cái mã số 9T Zalo của chú anh chị mình giá 600 ngàn nha. Rồi, 600 ngàn cho mã này bao ship luôn nha cả nhà mình. Cây khá đẹp luôn ạ. Đường đất thân nó cưng lắm cô chú. Này, xuống cây luôn ạ. Mã số 10T 10 cũng là tên. một cây sebum mình lợi luôn cô chú anh chị. Thân cũng co lắc hay coi gì. Cái lô này củ đế đẹp nha cô chú không? Nè, cây phát triển rất là mạnh luôn ha. Bình thân 13. Củ đế là được 35. Chiều cao là được 66. Tới ngang là 66 luôn. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 650 nha. 650 cho mã này nha cô chú. Rồi. Một cây hết cả nhà. Rồi, 11T. Cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn. Phơm đẹp hết cô chú. Quỳnh Hân là được 13. Cây có củ đế luôn cô chú anh chị. Chiều cao 75. Tán ngang là 60. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 550 nha. Rồi cô chú 550 cho mã này bao ship ạ. Rồi. Cái này nè. 12T. Cây này quái lắm nha cả nhà mình. Cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn cô Trời chú anh chị. ơi chắc là so luôn. Ôi cái giọng lắc cây cưng quá cô chú mình ha. Xong số như vậy. Bình thân là được 14. Củ đế là được 29. Chiều cao là được 52. Cái chiều lắc của nó là được 56 nha cô chú anh chị. Rồi, nói giá anh chị luôn. Rồi kênh Zalo giúp cô chú anh chị giá 600 nha. Ôi, cây này hiếm lắm nha cả nhà mình ơi. Có một cũng hai luôn nha. Hôm nay đi thấy cây này nó lạ quá chừng ha. Đẹp hết cô chú. Rồi cô chú mình tham khảo nha. Theo luôn ha. Mã số 13T. Cũng là một cái siêu bông mình lợi luôn nha cô chú anh chị. Phơm này gọi là kiểu treo nha cô chú. Nhìn cưng quá nè. Quanh thân là được 12. Chiều cao 49. Tán ngang 72. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 550 nha cô chú anh chị. Rồi 550 thôi cả nhà, cây khá đẹp luôn ha. Rồi. Cây này là mua là xứng đáng luôn cô chú, có 550 được con cây đẹp quá trời. Mã số 14T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Cây này cái dáng nó đẹp quá cô chú mình ha. Rồi, hoành thân là được 20. Nguyên một cái bệ đế sởm là được 92. Quá trời cái bể của chú mình ha. Chiều cao là được 90. Tới ngang là được 1 mét nha cô chú anh chị. Con cái giọng lắc thân quá đẹp các cô chú mình. Rồi, cái này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1,5 triệu ha, bao với ship của cô chú anh chị mình luôn. Dạ 1,5 triệu cô chú anh chị ơi. Siêu tầm cây này là Tết mình có một cây siêu bông Sài Gòn chơi Tết khá là ưng luôn ha. Cây đẹp lắm nha cả nhà mình ơi. Đặc biệt là đế đẹp mà cái đường thân cũng đẹp ha, cái tàn xuất sắc luôn nha cả nhà. Rồi cô chú mình tham khảo mã này ha. Rồi, số 15T cũng là một cái siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Bình thân là được 17. Chiều cao 60. Tán ngang được 60 luôn. Rồi cái siêu mình lại này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 500 nha cô chú anh chị. Dạ, 500 ngàn bao ship cho mã này cô chú ơi. Cái lô này đa số cái đường lắc thân khá đẹp cô chú. Rồi mã số 15T. Dạ, 16T cả nhà. Rồi 16T cũng là một cây siêu bông mình lại luôn cô chú anh chị. Ừ, cái đường lắc thân nó khéo lắm nha cả nhà mình ơi. Phải cái lô này ghê á. Rồi hoành thân là được 17. Chiều cao 79. Tán ngang 72. Rồi cái siêu bông mình lại giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chờ 700 ngàn bao phí ship luôn. Rồi, 700 ngàn cho mã này luôn ạ. Rồi. 17T cả nhà mình. Rồi 17T cũng là một cái siêu bông mình lại luôn cô chú anh chị ơi. Ủa, cái cây này cái đường lát thân nó đẹp á cô chú. Cái củ đế vàng ôm luôn cô chú anh chị. Ủa, cái củ bự nha. Và đặc biệt là cái đường thân nó cưng lắm nha cô chú. Và đã không số nha. Rồi. Quỳnh Hân là được 18. Rồi. Củ đế đạt là được 32. Chiều cao 75. Tán ngang 80. Cây siêu bông mình lại nhằm giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1 triệu bao phí ship nha. Dạ, 1 triệu bao ship nha cô chú anh chị ơi. Cái này Tết là cây này là tàn xuất sắc nha cả nhà. Đặc biệt là cái đường thân á, nó đánh khéo lắm nha cả nhà. Đó, xuất sắc nha nhà mình ơi. 1 triệu cho mã này ạ. Tiếp theo là mã số 18T cũng là cái siêu bông mình lại luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Giọng nó thân cưng quá hết rồi. Tàn tròn do luôn á. Về cô chú anh chị mình chịu khó bấm đọt ha. Rồi,
Quỳnh Khân là được 17, chiều cao là 77, cái ngang là 72. Siêu bông mình lệnh giao lưu cô chú anh chị giá cũng là 1 triệu luôn nha. Rồi, 1 triệu bao ship cho máy Dạ, này luôn ha. là số 18T cũng là một cây cuối clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip á, và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ em nha. À, số điện thoại Zalo của em là 0866459094, cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi, em chào cả nhà mình và em hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo ha. Mong là cái clip này á, cô chú mình sẽ chọn được cây em nhí nha cả nhà mình ơi.